Thông qua nghệ thuật rối nước, có thể tìm hiểu về phục trang dân gian Việt Nam. Cho dù tạo hình rối nước luôn có xu hướng cách điệu nhằm gây vui mắt cho người xem. Những nhân vật cố định mà vở rối thường có như chú Tểu thường cởi trần, đeo vòng và những nàng tiên mặc váy nhiều tà, đội mũ cao có lẽ bắt nguồn từ lối phục trang rất cổ xưa. Các nhân vật rối nước vẫn là các tầng lớp sĩ nông công thương trong xã hội cổ Việt Nam, đặc biệt là nông dân. Trang phục của nông dân cũng là trang phục của các con rối nước. Bộ cánh cửa chùa keo và đôi hạt gỗ trong bảo tàng Thái Bình đã hấp dẫn chúng tôi về một phong cách tạo hình dân gian. Và chúng tôi thấy chúng cũng gần gũi với phong cách chạm gỗ dân gian thời Trần. Dù chúng được làm trong vài thế kỷ sau, nhưng cái hồn cốt thô phát và giàu tính xác tín vẫn có dòng chảy mạnh mẽ. Những di vật này đã dẫn chúng tôi tới chùa keo danh tiếng. Chùa được xây dựng vào thời Lý ở sát bãi biển nên thường bị lụt lội. Đến thế kỷ 17, người dân đã cho di rời vào sâu trong đất liền. Một bộ phận dân cư lập chùa keo mới tại làng Hành Thiện, Nam Định, thường gọi là chùa keo dưới. Một bộ phận rời sang Tả Ngạn, lập làng Dũng Nhuệ và xây dựng chùa này gọi là chùa keo trên từ năm 1630 đến 1632. Ngôi chùa là điển hình của nghệ thuật kiến trúc gỗ truyền thống. Những lớp nhà kéo dài trên một trục dọc với hai tam quan, tiền đường, điện Phật, điện Thánh và gác chuông ba tầng, hai hành lang bao bọc xung quanh. Những pho tượng Phật chùa keo là cả một pho tư liệu về trang phục của thế kỷ thứ 17, tất nhiên được tiếp nối từ truyền thống phục trang trước đó. Các vị La Hán ngồi hai bên thượng điện vẫn mặc áo tràng vạt đơn giản. Đôi vị mặc áo đơn trong xẻ thẳng ngực. Áo tràng vạt mà các vị mặc có vạt tay rất rộng và dài. Khi ngồi tọa thiền, tay áo trùm lên cả thân. Đôi vị mặc nghiêm trang, đôi vị buông vạt áo mở xuống tận bụng. Mỗi thân, mỗi phận, mỗi người, mỗi cách ăn mặc và suy tư. Đó cũng chính là thế giới Phật tính nhiều màu sắc. Còn những pho tượng Phật, tượng thánh khác, cấu trúc trang phục phức tạp hơn, đôi khi không khác với những bộ triều phục. Hai pho tượng hộ pháp cao trên 4 thước, được cho là thuộc loại lớn nhất trong các ngôi chùa Việt Nam. Giáp trụ của hai pho tượng theo lối binh giáp thời Tống, tương tự như với thời Trần. Toàn thân nổi bật các trang trí đắp nổi, rồng, phượng và mây lửa, có tính phô diễn vẻ đẹp sức mạnh. Lối giáp này cũng khá gọn gàng, ép chặt vào thân hình của dũng tướng. Các phần giáp gắn bó với từng phần của cơ thể lại, liên kết với nhau chặt chẽ. Đây là tảng đá hoa sen kê chân cột còn sót lại, mang phong cách hoa văn Lý Trần. Chủ nghĩa hiện thực chưa bao giờ được đề cập trong văn nghệ truyền thống, nhưng sự đề cao chân, thiện, mỹ đã làm cho các tác phẩm của người xưa không chỉ đẹp mà còn chứa đựng những điều xuất phát từ cuộc sống, tai nghe, mắt thấy. Thời đại Lý Trần đã xa chúng ta ít nhất 600 năm, chỉ có thể cảm nhận về thời đại ấy với mọi vẻ văn minh trong kiến trúc, điêu khắc, trang trí và đồ ứng dụng, trong đó trang phục là phần quan trọng. Tất cả các nghệ thuật đó đều nằm trong một phong cách phổ quát, không mang tính địa phương. Từ đó, từ cái đã biết, chúng ta tìm đến cái chưa biết. Ta cảm nhận được sự tinh tế trong cái vẻ ngoài giản đơn và thô mộc. Những nghi lễ triều đình được chi phối nhiều hơn bởi Phật giáo chứ không phải Nho giáo, và tinh thần Đại Việt mạnh mẽ của thời Nam Quốc Sơn Hà. Tấm bia Vĩnh Lăng năm 1433 ở Lam Kinh viết: Tăng tổ của vua Lê Lợi, người ở phủ Thanh Hóa, một ngày đi chơi ở Lam Sơn,
thấy chim bay lượn từng đàn, liệng quanh dưới chân núi Lam Sơn như đông người tụ họp. Bèn nói, đất này tốt đấy. Bèn rời cả nhà đến ở. 3 năm thì sản nghiệp thành, con cháu thêm đông, tôi tớ thêm nhiều. Việc khai nền mở đất bắt đầu từ đó. Từ đó đời đời làm chúa một phương. Trải qua những đoạn đường xa xôi, phong cảnh ngoạn mục, chúng tôi đến đất Lam Kinh, nơi có thành Lam Kinh nằm bên bờ sông Chu, dựa vào núi non trùng điệp. Nơi có 8 lăng mộ của các đời vua Lê và các bà hoàng hậu. Tương truyền, thời tiền khởi nghĩa ở Lam Sơn, Lê Lợi là một hào trưởng nhưng vẫn thường mặc áo nâu ngắn, đi cày, đi bừa, lao động sinh hoạt như những người nông dân trong vùng. Nhà Lê đưa Nho giáo thành hệ tư tưởng chính thống để củng cố chế độ phong kiến theo mẫu khuôn vàng thước ngọc. Nhà Lê tồn tại được 99 năm, từ năm 1428 đến năm 1527 thì bị lật đổ, thay thế bằng nhà Mạc hơn 60 năm trị vì, rồi lại phải trả lại ngai vàng cho các vua Lê, nhà Lê Trung Hưng năm 1533-1788. Suốt thời gian này, nếp sống trong xã hội và mối quan hệ giữa người với người được quy định bằng các thứ luật lệ chặt chẽ, trong đó trang phục được đề ra khá tỉ mỉ. Sau chiến tranh, đất nước còn hoang tàn, thợ giỏi và sản vật bị Trung Quốc vơ vét. Vĩnh Lăng được xây dựng rất đơn sơ, với mặt bằng hình vuông, mỗi chiều 33 thước, có 2 dãy tượng trầu hai bên thần đạo, gồm quan hầu, lân, tê giác, ngựa, hổ và những con voi được làm về sau. Mộ vua đặt ở đáy lăng. Kiểu thức của Vĩnh Lăng được tất cả các triều vua sau áp dụng. Xưa kia lăng chỉ là nền đất, kể cả mộ vua cũng đắp đất. Do nước nghèo và thiếu thợ thuyền, Vĩnh Lăng được xây dựng bởi những nông dân trong vùng. 2 pho tượng quan hầu đều mặc triều phục giống nhau, là loại áo dài, tay rộng, cổ tròn, đôi tay chắp hốt trước ngực, lưng thắt đai. 1 pho đội mũ phóc đầu, 1 pho đội khăn chữ đinh, chân xỏ hia, tóc họ đều cắt ngắn đến ngang vai. Đây là 1 quan hầu cận và 1 quan thị vệ, có thể là thái giám. Trong lăng mộ cùng với tượng thú là những vị thần coi sóc vong linh hoàng đế, xua đuổi tà ma, đứng chầu trên sân đình như hồi nào hoàng đế thiết triều với văn võ bá quan. Trên cơ sở thực địa, chúng tôi cho họa lại trang phục quan hầu và phục dựng. Bộ y phục này như người mẫu trình diễn khá giản dị, chỉ gồm áo dài đơn trong, quần lá tọa xỏ vào hia, áo triều phục cổ tròn, tay hơi rộng, mặt ngoài và đầu đội mũ ô sa đen. Y phục không thêu thùa hoa văn gì cả. Một vị vua xuất thân từ nông dân, mới khởi nghĩa thắng lợi, thường triều nghi giản dị, lấy nhân nghĩa để an dân, và y phục cũng phản ánh thái độ chính trị ấy. Từ Lam Kinh, chúng tôi lặn lội xuống Thụy Hương, Kiến An, Hải Phòng, tìm đến quê hương và chùa của gia tộc Mạc Đăng Dung, vị tướng nhà Lê làm đảo chính, cướp ngôi, lập ra nhà Mạc từ 1527 đến 1592. Nơi đây còn gọi là Dương Kinh. Bán hoa nhiều đấy là cứ thẳng đi đường về Kiến Thụy, đi khoảng 4 cây nữa thì có ngã ba rẽ tay phải. Xong đi khoảng 7-8 cây nữa là đến. Trên con đường đi tìm trang phục Việt, không biết bao lần chúng tôi đã bị lạc đường, và cũng không biết bao lần chúng tôi đã phải dừng lại tìm sự trợ giúp của những người dân. Nhưng lần nào cũng vậy, những người dân địa phương luôn nhiệt tình chỉ đường cho chúng tôi đến tận nơi, và lần này là đến chùa Trà Phương, nơi vợ chồng Mạc Đăng Dung đã lập hậu.
Thiên Phúc Tự là tên của chùa. Ngôi chùa xưa ắt hẳn bề thế, nay đã được trùng tân. Những tảng đá kê chân cột còn lưu giữ dấu tích của một thời và cho phép hình dung kiến trúc gỗ cổ như thế nào. Mặt khác, chúng lắng đọng nghệ thuật chạm khắc đá thời Mạc, nhìn qua rất thô phác nhưng cũng không kém phần kỹ lưỡng và tinh tế. Thạch tảng, bát hương đá tròn to tuyệt đẹp và những hàng cột chạm khắc câu đối cho thấy người thời Mạc rất chuộng đá. Đá thể hiện cho ước vọng vĩnh cửu, ghi dấu tích của mình vào nơi trường tồn. Ngôi chùa và những di vật đá Trà Phương đã được nhiều sách vở nhắc đến. Tiêu biểu là cuốn Mỹ thuật thời Mạc của Viện Nghiên cứu Mỹ thuật. Những tài liệu này cho thấy có một truyền thống làm tượng hậu thời Mạc bằng đá. Bức tượng này được cho là chân dung của vua Mạc Đăng Dung, được đặt trong ngai gỗ. Đức vua đội mũ hình trụ đứng, có tạc nổi hình con chim chúc đầu xòe cánh bay xuống quanh mũ có nhiều chấm tròn, biểu thị cho những viên ngọc. Mặc long bào thêu hoa văn, trên vai áo phủ dân kiên, bụng đeo đai trang trí ô trám hoa cúc, trước ngực có bổ tử thêu rồng, tay áo rộng chắp lại trước bụng. Nhưng chân dung của Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Ngọc Toàn mới là nhân vật chính trong chùa. Cũng như chồng, xuất thân từ nông dân nên trang phục của Hoàng Hậu cũng giản dị nhưng không kém phần trang trọng, uy nghi. Bà vấn khăn trùm đầu, trong mặt yếm sồi, thắt áo đai lửng truyền thống. Ngoài khoác áo cánh vạt dài, tay rộng, tay lần tràn hạt tụng niệm, đeo bông tai lớn. Trước ngực có đeo một miếng trang trí tuyệt đẹp. Ta thấy chiếc áo mở giữa này đã được kế thừa và phổ biến rộng rãi. Nhật nguyệt ở trên cao, ta ngồi úi ả dưới thấp. Một dòng ý ả trong veo, sao lòng úi ả còn đục. Bầy và khi ả bay qua, kêu hồn ý ả tình lặng. Đường đời ý ả không xa, sao chôn tạm biệt sư trụ trì chùa Trà Phương, chúng tôi đi đến chùa Hưng Khánh ở Hải Phòng. Ngôi chùa tuyệt đẹp này vẫn giữ được những nét đơn sơ xưa. Những cây đại già nua vẫn rải hoa xuống hàng bia đá cổ. Dẫu là ngôi chùa nhỏ nhưng lại được chính vua Mạc Đăng Dung bầu hậu. Ông sinh năm 1483, được phong An Cung Vương. Đến năm 1527 thì giết vua Lê Cung Hoàng, rồi tự lập làm vua. Năm 1529 nhường ngôi cho con trai là Mạc Đăng Doanh. Bức tượng chân dung Mạc Đăng Dung bị vứt xuống ao trong thời gian dài. Cách đây không lâu, nhân dân quanh vùng trục vớt lên và trả lại cho chùa để thờ. Có những giai đoạn người ta sai lầm và điều đó đã phải trả giá cho những sự mất mát quá lớn giá trị văn hóa, một thực tế không thể phủ nhận. Các nhà nho Việt Nam xưa vẫn quan niệm nhuận hồ, ngụy mạc. Đây là bức tượng tạc nguyên khối cả ngai rồng. Mạc Đăng Dung đội mũ tròn bằng đầu, có hoa văn quanh mũ, tóc cắt ngắn. Giữa mũ có chữ Dương. Trong mặc áo dài,
Ngoài mặt hoàng bào có bổ tử thêu rồng, đai báo thắt tròn quanh lưng, cài diềm trang trí trước vạt quần, hai tay vạt dài chắp trước ngực. Màu sơn ta đỏ tía vẫn còn vương vấn quanh tượng, sắc áo điểm xanh, vàng cũng vẫn còn đâu đó chưa tróc lớp sơn. Ấy bởi vì đâu binh lửa bời bời, tôi đành đành mà rát mẹ mà để tới nơi lâm tiền tôi đã gặp những loài ác thú khổ nan, người đòi quét mắt lòng thành tôi kính dâng, vậy cho nên mù mịt mà tôi tàn. Bời bời, tôi đành đành mà rát mẹ mà để tới nơi lâm tiền tôi đã gặp những loài ác thú khổ nan, người đòi quét mắt lòng thành tôi kính dâng, vậy cho nên mù mịt mà tôi tàn. Từ chùa Hưng Khánh Hải Phòng đến chùa Tháp Phổ Minh Nam Định là cả chặng đường dài, đôi khi chúng tôi phải đi cả đêm để hoàn thành cuộc hành trình tìm hiểu trang phục Việt Nam. Những tiếng gọi bí ẩn từ quá khứ đã dẫn đường chỉ lối, nhưng không phải bao giờ cũng tìm được cái mình mong muốn. Đi vài trăm cây số đến nơi chỉ để quay một hiện vật cổ, mà cũng có khi đến nơi thì hiện vật duy nhất cũng không còn, hoặc vì nhiều lý do khác nhau không thể quay được. Chùa Tháp Phổ Minh ở ngoại thành Nam Định được xây dựng vào thế kỷ 13. Ngọn tháp chính là tượng trưng tu tập của vua Trần Nhân Tông. Trước kia tháp được xây 13 tầng bằng gạch trần. Sau có nhà phú hộ bỏ tiền trùng tu đã chát lại toàn bộ tháp và xây thêm một tầng. Cùng với bộ cánh cửa chùa, ngọn tháp là những di tích ít ỏi của thời Trần. Trên thân tháp là những chạm khắc hoa văn đẹp đến mức ngỡ ngàng của những nghệ nhân thời Lý Trần để lại cho chúng ta. Dấu tích hai hàng cột rồng đá trên nền trời chiều xanh thẳm đưa chúng ta ngược thời gian về với thế kỷ thứ 16, về với những hoàng thân nhà Mạc đã bỏ tiền trùng tu ngôi chùa, đặc biệt là công chúa Mạc Ngọc Lâm. Bà không chỉ được lập tượng hậu mà còn được xây tháp mộ trong vườn chùa. Bức tượng của bà khắc họa những nét tiêu biểu của lối trang phục quý tộc thời Mạc. Ở trong, bà mặc yếm cao đến chân cổ, thắt bồ đai bản rộng, buộc thắt lưng nút hoa, ngoài mặc áo gấm dài tay rộng, tức là áo huyền y, có điểm những bông hoa cúc rất to, trông thật mềm mại, sang trọng. Bà để móng tay dài, ngồi thiền và lần tràn hạt. Trong tấm bia có đề ba chữ, thường tịch quang, tức ánh sáng tịch diệt thường chiếu. Bà chúa Mạc ngồi trong dòng hào quang như một hình tượng tôn giáo. Nhật nguyệt tia trên cao tầng. Bộ trang phục phục hiện này đơn giản hơn rất nhiều nguyên mẫu. Nó cũng chỉ biểu hiện được phần nào lối ăn mặc kiểu cách mà vẫn nghiêm trang của y phục quý tộc thời Mạc. Đường đời không xa, sao chôn có mà đặc biệt là Lý Trần thì ảnh hưởng Phật giáo và là Phật giáo là quốc đạo, nhưng đến Lê Sơ thì là cái việc đầu tiên khi mà Lê Thái Tổ mà khi giành lại độc lập thống nhất thì bắt đầu sư sãi ở nước ta quá nhiều, thì đã cho một cái cuộc thi, mở một cái cuộc thi để loại bớt sư ra, và sư trẻ là coi như là phải bắt hoàn tục để trở lại. Và đặc biệt triều Lê Sơ thì không phát triển Phật giáo nhiều và phát triển Nho giáo, và điển hình đỉnh cao là triều Lê Thánh Tông. Mà triều Lê Thánh Tông thì là Nho giáo phát triển rất là cao và hoàn toàn mang tính ảnh hưởng Trung Quốc. Tức là bởi vì là Nho giáo mà,
phát triển các cái học tứ thư ngũ kinh, rồi gọi là đường lối, rồi trang phục cũng có nhiều cái là và đặc biệt là con rồng. Con rồng của Lý Trần là khác. Rồng Lý Trần, rồng Lý là mang tính chất nông nghiệp, tia chớp. Nó là một tia chớp và rồng có ba móng thôi, rồng rắn. Nhưng mà đến Trần thì phát triển hơn một chút và đã mang tính chất quyền lực rồi. Đến chợ rồng Trần thì bắt đầu nó có sừng. Đấy. Và cuối Trần thì bắt đầu có vảy. Đến Lê Sơ, điển hình hiện nay chúng ta thấy con rồng ở Điện Kính Thiên thời Lê Sơ thì con rồng là trán gồ rất ghê, dự hung dữ và sừng chẽ cạnh. Và hoàn toàn lúc bấy giờ nó mang chất rồng thú. Tức là và tỏ rõ vương quyền. Rồng đại diện cho hoàng đế và năm vuốt, gọi là phân chia ra cấp dưới, là gọi là hoàng thân thì có thể là 4 vuốt, hoàng tử là 4 vuốt. Thế còn các quan thì chỉ là không được dùng rồng. À, và về sau này thì có chỉ thể, ví dụ như triều Nguyễn nó có thể là dùng rồng mặt nạ hoặc là gọi là những cái thứ con gọi là giao long hoặc các thứ thôi, chứ không được rồng chính vì thế cho nên cái trang phục và các cái họa tiết là người ta rất rõ về các cái vị trí của từng gọi là phẩm cấp. Thế còn nói về văn hóa, về trang phục và về mỹ thuật nữa thì đặc biệt là trang phục của Việt Nam nó khác ở Trung Quốc ở một đặc điểm. Tuy là mặc theo kiểu Hán, đội mũ miện, mặc áo, nhưng nó vẫn có cái riêng. Tức là trong trang phục của vua Việt Nam nó có cả Phật giáo lẫn Nho giáo, mà cái điều này Trung Quốc không có. Trung Quốc là hoàn toàn Nho giáo theo Khổng giáo. 100 năm thời Lê Sơ và hơn 60 năm thời Mạc, trang phục chuyển từ chỗ rất giản đơn đến chỗ rất kiểu cách. Phật giáo bắt đầu nhường chỗ cho Nho giáo và lui về các làng xã. Sự phức tạp về phục trang cũng bắt đầu với chế độ khoa cử và quan liêu thời hậu Lê. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tìm về trang phục thời Lê Trịnh, một triều đại phát triển rất rực rỡ về văn học, nghệ thuật cũng như y phục. Trong 20 năm đô hộ Việt Nam, nhà Minh đã đốt phá đình chùa, văn tự và bắt nhiều thợ giỏi về Trung Quốc. Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, Lê Lợi và Nguyễn Trãi xây dựng lại đất nước trên một mảnh đất gần như hoang tàn. Đề cao Nho giáo và hạn chế Phật giáo, nhà Lê cho hoàng tục sư tăng dưới 50 tuổi, tổ chức thi cử và phát triển nông nghiệp. Những quy cách về phục trang của triều đình bắt đầu ảnh hưởng từ trang phục nhà Minh và ngày càng trở nên phức tạp. Gần Lam Kinh có đền thờ của vua Lê Thái Tổ, nhưng những pho tượng ở đây đều được làm mới, cho chúng ta biết rất ít những thông tin về trang phục nhà Lê. Hai pho tượng Lê Lai và Nguyễn Trãi được làm mới hoàn toàn theo lối dân gian, cũng có đôi chút giá trị nghệ thuật, nhưng không nói lên được điều gì về trang phục của thời đại Lê Sơ. Lịch sử hội họa Việt Nam còn ghi nhận bức tranh chân dung Nguyễn Trãi, vốn đặt tại nhà thờ của ông ở Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây, được cho là một tác phẩm của thế kỷ 15. Nguyễn Trãi ngồi trên ngai theo lối tượng thờ, một tay cầm đai, một tay đặt trên đầu gối, đầu đội mũ cánh chuồn với đôi tay lớn, mặc áo triều phục hai đai. Toàn bộ áo trào phục được trang trí hình rồng và mây, và khoang đai ngực cũng được trang trí hình rồng. Tất nhiên đương thời Nguyễn Trãi không thể mặc áo thêu rồng, nhưng đây là một bức tranh thờ, người ta có thể vẽ như vậy. Nếu đầy đủ, ông sẽ mặc áo đơn trung ở trong, váy ở dưới và trào phục ra ngoài. Bộ trào phục phục hiện này được may theo bức tranh chân dung đó là hình ảnh khái quát tương đối cho triều phục quan văn thời đó. Tại
tại Thái Miếu, Thanh Hóa có lưu giữ bức hoành phi rất lớn. Bức hoành phi này viết Nam Quốc Sơn Hà Tự Thử, nghĩa là sông núi nước Nam bắt đầu từ đây. Ý nói triều đại Lê Sơ và Lam Kinh là nơi lập quốc. Thái Miếu Thanh Hóa, nơi gìn giữ tượng chân dung của vua Lê Thần Tông và những bà hoàng chùa Mật. Do chùa Mật bị phá hủy trong chiến tranh nên những pho tượng được đưa về đây. Những pho tượng này khi chúng tôi đến thì không được sắp xếp đúng vị trí. Nhà nghiên cứu Trịnh Quang Vũ đã góp ý để trụ trì đền sắp xếp lại để vua Lê Thần Tông ngồi lên phía trước bà Dương Phi Hà Lan. Lịch sử thường phê phán Lê Thần Tông là người nhu nhược và chốn hậu cung rất lộn xộn. Ông đã lập tới vài bà hoàng hậu chứ không phải một. Thực chất, mọi quyền hành chính sự đều do Chúa Trịnh nắm. Ngay cả khi vua có hoàng hậu rồi, Chúa Trịnh vẫn bắt lấy con gái mình là Ngọc Trúc và lập làm hoàng hậu. Bà Đơn Từ Đoan Mỹ, hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Oánh trong bộ triều phục dành cho hoàng hậu rất cầu kỳ. Bà mặc áo sim bên trong, áo huyền y tay rộng bên ngoài, rồi mặc một chiếc áo xây yếm hoàn toàn là trang sức bằng ngọc, vàng và các hạt đá quý. Chiếc áo được kết bởi những hình mây, lửa và phượng với hai lá ốp trước và sau cao ngang ngực, rồi buông những tua yếm dài xuống lưng thân. Bà đội mũ Dương Phi được kết bằng các hoa văn mây, lửa. Giữa trán có hình Phật, hai dải tua mũ vắt lên trước ngực. Chiếc mũ trùm lên mái tóc rất dày và dài quá lưng, rất đẹp. Bà Minh Thục Hoàng hậu Nguyễn Thị Ngọc Bạch là một chân dung khác. Bà mặc yếm hoa bên trong, đeo vòng trang sức phủ yếm, áo tràng vạt chéo đính trang sức diềm vạt. Áo bồ ngang lưng được thắt bởi đai ngọc, điểm một chiếc khánh vàng ở giữa với những tua chân chỉ hạt bột. Bên ngoài khoác áo tu la, nẹp áo thêu nổi hình rồng phượng và mây lửa. Khoác trên thân là một vòng tràng hạt và hổ phách. Một bà chiêu nghi khác được cho là người dân tộc. Y phục của bà cũng tương tự như các bà trên nhưng giản dị hơn. Bà không đeo và đính những trang sức và vàng bạc như các Dương Phi. Nhà nghiên cứu Trịnh Quang Vũ cho rằng tượng bà Dương Phi có khổ người lớn nhất có thể là bà Dương Phi người Hà Lan của vua Lê Thần Tông. Bà đội mũ thông thiên quang được kết bởi những hoa văn mây, lửa và sóng nước trùng tầng bao quanh hình Phật. Yếm và bồ tử được phủ ra ngoài những trang sức bởi chiếc xây yếm được kết bằng vàng bạc châu báu. Có thể nói, những bức chân dung chùa Mật là một kho chuyện lịch sử hoàng triều, cũng là kho tư liệu về phục trang quý tộc thế kỷ 17. Là nhân vật chính trong đó, nhưng tượng vua Lê Thần Tông lại giản dị nhất. Ông chỉ bận một chiếc áo hoàng bào thường phục và ngồi tọa thiền trên đài sen. Đưa các pho tượng của Lê Thần Tông và Nam Thái Phi thì tất nhiên là thờ ngài, ngày xưa là ngài làm chùa, ngài thờ tên là chùa Mật. Nhưng mà sau khi chùa Mật bị phá tan đi thì năm cái sáu pho tượng này thì nằm ở ngoài bờ ruộng, thì là bảo tàng đem về đây thì có năm pho tượng này. Thì trong lúc tôi thờ từ năm 1989, nhưng mà đến năm 1996 các pho tượng là xấu lắm, hư lắm, thủng bụng, gãy tay gãy chân. Thì tôi có mời thợ Hà Tây Nam Định về sơn lại. Thì cái việc sơn thì tôi thấy là đúng hay sai tôi không biết, nhưng tôi thấy sơn lại thì đẹp thì tôi sơn lại. Từ Thái Miếu Thanh Hóa, chúng tôi quay ra Bắc đến chùa Bút Tháp của Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc. Ngôi chùa nằm ở làng Bút Tháp, Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh. Những năm 1640, khi Lê Thần Tông cho xây dựng chùa Mật, thì bà Ngọc Trúc cùng hai vị sư người Trung Hoa là Chuyết Chuyết và Minh Hành xây dựng Bút Tháp. Đến năm 1647, ngôi chùa căn bản hoàn thành với 9 công trình chính kéo dài trên một trục dọc,
từ Tam Quan, Gác Chuông, Tiền Đường, Thiêu Hương, Thượng Điện, Tòa Tích Thiện Am, Nhà Chung, Phủ Thờ và Hậu Đường, được quy gọn bởi hai dãy hành lang. Chùa Bút Tháp là điển hình của kiến trúc Phật giáo Bắc Bộ thế kỷ thứ 17. Hệ thống điêu khắc đá ở lan can Thượng Điện cũng được những người thợ chạm khắc rất sinh động. Đến năm 1691, ngôi chùa hoàn thiện với công trình cuối cùng là Tòa Tích Thiện Am và cây tháp quay cửu phẩm Liên Hoa. Nhiều hoàng thân quốc thích nhà Lê Trịnh đã đóng góp xây dựng chùa. Họ để lại đây không ít những tượng chân dung của bản thân, và có thể những người thợ làm tượng chân dung